Malaysia, vùng đất của sự sống náo động, nơi côn trùng phát sáng trong bóng đêm, cây cối trời sỏ mông thú, nơi những gì tưởng như xấu xí lại trở nên đẹp đẽ đến lạ kỳ, nơi tập hợp từ rất nhiều mảnh ghép khác biệt, từ những dãy núi cao chót vót, những hang động tối tăm sâu hun hút, những cánh rừng không thấy điểm cuối, cho đến những đầm lầy ngập nước. Nhìn vào từng góc độ, ta đều có thể thấy sự sống hoang dã sinh tồn theo cách riêng của mình. Chính điều này đã tạo nên vô vàn những sinh vật đặc biệt đến khó tin. Đó là những điều kỳ lạ, thú vị của tự nhiên. Malaysia là một trong số rất ít quốc gia được quốc tế công nhận là có hệ sinh thái siêu đa dạng. Tại đây, ta có thể tìm thấy 1/5 số loài động vật trên trái đất. Nhưng bên cạnh con số này, vẻ khác lạ của nhiều loài động vật gây ngạc nhiên không kém. Malaysia là mái nhà của những loài vật từ to nhất, bé nhất đến kỳ lạ nhất hành tinh, mà rất nhiều loài trong số đó ta không thể bắt gặp ở đâu khác trên trái đất. Bí mật đằng sau hệ sinh thái độc đáo này nằm ở khí hậu nóng ẩm của Malaysia, cũng như môi trường sống vô cùng đa dạng nơi đây. Malaysia nằm ở phía bắc, ngay trên đường xích đạo, thuộc vành đai nhiệt đới với những cơn mưa rào xối xả và khí hậu ấm áp. Đất nước được chia làm hai nửa, phía tây Malaysia là bán đảo, phần đỉnh của đất liền Đông Nam Á. Còn phía đông lại bao phủ 1/4 diện tích trên cùng của Borneo, hòn đảo lớn thứ ba trên thế giới. Trong suốt kỷ băng hà, hai nửa diện tích này được thông với nhau qua một cây cầu là một dải đất liền. Nhưng 18.000 năm trước, băng tan chảy, mực nước biển dâng lên đã khiến Borneo bị tách rời. Và khi bị cách ly như vậy, sự sống nơi đây đã biến hóa theo một cách rất khác thường. Có hàng trăm loài động vật ở Borneo mà bạn không thể tìm thấy ở nơi nào khác. Và có một loài đã chiếm ngôi đầu bảng về mức độ kỳ lạ chỉ với chiếc mũi của chúng. Đối với loài khỉ mũi dài, quả thật chỉ có ai tận mắt nhìn thấy chúng mới có thể hiểu được vẻ đẹp của loài động vật này. Không những có chiếc mũi dài, khỉ đực còn có khả năng khuếch đại tiếng kêu nhằm đe dọa kẻ thù, đồng thời gây ấn tượng với khỉ cái. Chiếc mũi to nhất trong khu vực này thuộc về con đực đầu đàn. Nó cai quản một nhóm nhỏ gồm những con khỉ cái và con non. Nhưng có vẻ một con cái trong dàn hậu cung của nó đã bị lung lay. Một con khỉ đực độc thân tiến đến. Những con khỉ đực còn non sẽ rời gia đình và tụ tập thành nhóm đi với nhau cho đến khi chúng đủ mạnh để cai quản một hậu cung của riêng mình. Và chúng luôn luôn kiếm tìm những con cái không trung tình. Con khỉ đầu đàn dường như không quá tức giận trước màn ngoại tình sắp diễn ra, nhưng nó vẫn luôn theo dõi mọi chuyện. Nhưng
nhưng một cơn mưa rào đã dập tắt màn tán tỉnh lãng mạn. Hoặc có lẽ nó cũng chả đáng để khiến con khỉ của chúng ta phải bực bội. Loài khỉ mũi dài không phải là một loài động vật duyên dáng. Chiếc bụng vệ của chúng dường như khiến những cú nhảy trở nên khó khăn, nhưng đó cũng chính là chìa khóa sinh tồn đối với chúng. Chứa những vi khuẩn có lợi và được chia thành ngăn như dạ dày bò. Dạ dày của một con khỉ mũi dài giống như một cái hũ lên men vậy. Những vi khuẩn trong dạ dày của chúng còn có thể trung hòa độc tố, giúp loài khỉ mũi dài có thể ăn những loại lá cây có độc mà nhiều loài động vật khác không thể. Tuy vậy, chúng vẫn chọn lựa thức ăn rất kỹ càng. Việc đi tìm những chiếc lá hay những chồi non ngon lành nhất đã khiến những con khỉ con bị tách ra khỏi đàn. Nhưng những cánh rừng nước thì không hề là nơi an toàn để khám phá mà không có sự giám sát. Ẩn núp bên dưới chính là loài bò sát lớn nhất thế giới. Một quái thú khổng lồ với chiều dài có thể lên đến 7 mét. Cá sấu nước mặn. Chừng nào còn đang leo trèo trên cành cây thì lũ khỉ vẫn an toàn, nhưng chúng sẽ không thể lường hết hậu quả nếu lỡ may trượt chân. Một cái mồm với hơn 60 chiếc răng và bộ hàm khỏe bậc nhất trong thế giới động vật sẽ trực chờ để ăn thịt chúng. Hơn thế nữa, lũ cá sấu còn có một vũ khí bí mật. Bằng cách sử dụng chiếc đuôi mạnh mẽ của mình, chúng có thể nhảy lên khỏi mặt nước 1 mét trong khoảng thời gian không đến 1 giây. Con khỉ này hẳn sẽ phải cân nhắc rất kỹ lưỡng trước khi lại định mạo hiểm với những cú nhảy tầm thấp như vậy. Phía trên những khu rừng đầm lầy ở Borneo là một quang cảnh rất khác lạ. Kinabalu là ngọn núi cao nhất ở Malaysia. Ngọn núi này được hình thành từ một khối đá granite khổng lồ trồi lên từ những bãi đá xung quanh từ 15 triệu năm trước. Và nó vẫn đang cao dần lên 5mm mỗi năm. Với độ cao hơn 4.000 mét, ngọn núi nổi bật lên khỏi mặt đất bên dưới, như một hòn đảo giữa không trung. Càng lên cao, thì đời sống thực vật ở đây càng có những thay đổi. Nhiệt độ giảm dần và đất đai cũng kém màu mỡ hơn. Thực vật đã tiến hóa theo rất nhiều cách đặc biệt để thích nghi với điều kiện sống này. Có đến 6.000 loài thực vật sinh trưởng tại đây, bằng một nửa số loài hiện có ở Malaysia. Trong số đó, cây nắp ấm chính là loài kỳ lạ nhất. Loài cây này tìm được một cách thức tài tình để bổ sung cho bữa ăn của mình. Chúng ăn sâu bọ. Bị thu hút bởi mùi hương mật hoa ngọt ngào, một con ruồi đã bay tới.
chỉ vài cm dưới đó chính là một bể dịch chết chóc. Chất lỏng này chứa đầy những enzyme tiêu hóa, đủ khả năng phân hủy bất cứ vật thể sống nào chẳng may rơi vào. Cửa miệng có gân này khiến cho những loài côn trùng rất dễ trượt chân. Nhưng con ruồi đã bay ra kịp lúc. Con bướm này thì không được may mắn như thế. Dù có trèo ra được khỏi bể dịch tử thần, thì với đôi cánh ướt sũng, nó không thể nào thoát khỏi những cái gai gớm ghiếc của loài cây này. Nhưng không phải lúc nào cây nắp ấm cũng nguy hiểm, bởi qua thời gian, dịch lỏng trong nắp ấm sẽ bị mưa làm loãng ra và nó sẽ bị xâm chiếm bởi ấu trùng muỗi vằn hay ấu trùng ruồi. Nhưng những kẻ xâm chiếm này giúp mang lại lợi ích, chúng giúp ngăn cản kẻ thù của loài cây này cũng như các vi khuẩn xâm hại. Đặc biệt là có một loài muỗi mà ấu trùng của chúng chỉ có thể được tìm thấy trong loài cây nắp ấm. Nhưng mùi hương ngọt ngào của mật hoa cũng đã hấp dẫn một sinh vật khác, to lớn hơn nhiều so với những con côn trùng. Các nhà thám hiểm đầu tiên phát hiện ra loài cây này cách đây 150 năm đã ghi lại rằng họ đã tìm thấy xác của một con chuột bên trong. Nhưng những con sóc này không lo bị trượt vào trong bể dịch. Trên thực tế, chúng có kích thước lý tưởng để có thể dạng chân ra mà không bị ngã vào bên trong. Con sóc này có vẻ cao tay hơn hẳn cái cây. Nó đã vét sạch mật hoa. Nhưng ở vùng đất kỳ lạ này không có gì là đơn giản như vẻ bề ngoài cả. Những con sóc phải thanh toán cho bữa ăn bằng cách để lại chất thải của mình. Cây nắp ấm sẽ lấy được đủ lượng nitơ mà nó cần. Loài cây này đã tiến hóa thành một nhà vệ sinh hoàn hảo cho loài sóc. Lượng mưa hàng năm ở Malaysia lên đến 3 mét. Hai phần ba diện tích Malaysia được bao phủ bởi rừng nhiệt đới. Một vài khu rừng trong số đó có số tuổi lên đến 130 năm. Đây là khu rừng lâu đời nhất trên thế giới. Một khu rừng nguyên sinh đã tồn tại trước khi loài người xuất hiện, nơi mà rất lâu về trước vẫn là khu vực sinh sống của những con khủng long. Những gã khổng lồ đó đã tuyệt chủng từ lâu. Nếu có cơ hội gặp một cá thể thuộc loài này, hẳn bạn sẽ có cảm giác như những loài khủng long vẫn đang sinh sống khỏe mạnh trên trái đất này. Đó chính là loài bọ cánh cứng lớn có sừng. Chiều dài của chúng có thể lên đến 10 cm. Riêng con đực có một bộ sừng mạnh mẽ và rất hiếu chiến. Một con đực khác đã đi lạc vào lãnh địa của nó.
cả hai con đều không chịu lùi bước nên chúng đã cạnh tranh công bằng. Bộ áo giáp chắc khỏe của chúng như được bọc thép, linh hoạt và gần như không thể xuyên thủng được. Bọ cánh cứng cái sừng là một trong những nhà vô địch trong thế giới động vật. Chúng đủ sức nâng một vật nặng gấp 100 lần trọng lượng cơ thể mình, tương đương với việc chúng ta nâng 3 con voi cùng một lúc. Cả hai con đều trụ rất vững. Chúng bám chặt vào vỏ cây bằng cách sử dụng những cái móc như móc sắt ở đầu mỗi chân. Cuối cùng thì kẻ xâm lấn đã phải rút lui. Và đây chính là lý do của cuộc chiến. Một con cái. Bằng cách nhẹ nhàng vuốt ve con cái bằng những chiếc râu của mình, con đực đang thăm dò đối phương, xem nó có phù hợp làm bạn tình của mình hay không. Nhưng sau tất cả những cố gắng đó, dường như con cái này chẳng thể đạt được yêu cầu của nó. Có vẻ con đực này thích hợp làm một chiến binh hơn là bạn tình. Điều kiện không đổi ở những cánh rừng nhiệt đới này đã cho phép sự sống biến đổi không ngừng. Để tồn tại trong thế giới đầy cạnh tranh này, cần có những khả năng đặc biệt, và đó chính là nguyên do dẫn đến sự tiến hóa kỳ lạ không ngừng của các loài sinh vật. Giấu mình chính là một lựa chọn khôn ngoan mà một số loài côn trùng đã đạt đến trình độ ngụy trang hoàn hảo. Loài bọ que có kích thước lớn này hoàn toàn hòa mình vào những cành cây. Nó có thể cho mình bất động trong nhiều giờ đồng hồ và ăn những chiếc lá mà không ai hay biết. Bọ ngựa phong lan rất giỏi trong việc ngụy trang. Chúng giả dạng thành những bông hoa, nhưng chúng không ăn lá cây. Bộ cánh của chúng trông vừa cám dỗ lại vừa là công cụ ngụy trang hoàn hảo. Bị đánh lừa và mất cảnh giác, với hy vọng có được một bữa mật hoa no nê, một con ruồi bay ngang qua đã trở thành bữa trưa ngon lành cho con bọ ngựa trước khi nó kịp nhận ra mình đang gặp nguy hiểm. Đung đưa trong gió như một bông hoa nở rộ, con bọ ngựa này đang lén đi theo con mồi của mình. Có rất nhiều giống bọ ngựa khác nhau, tất cả đều là những kẻ săn mồi tham lam, mà bất cứ thứ gì tiến vào trong tầm với đều bị chúng ăn ngấu nghiến. Bí quyết cho sự dũng mãnh này nằm ở thị giác của chúng. Con bọ ngựa màu xanh lá cây này đang cẩn thận quan sát một con kiến. Bọ ngựa có một đôi mắt kép gồm 10.000 mắt con mỗi bên, được hình thành từ các tế bào nhận kích thích ánh sáng xếp thành từng cụm nhỏ, cho phép chúng có tầm nhìn gần như 360 độ. Khi bọ ngựa đã xác định được con mồi,
Một số mặt phẳng trong đôi mắt kép của chúng dựng thẳng lên, trông giống như con người vậy. Ở cự ly gần, bọ ngựa có tầm nhìn ba chiều vô cùng sắc bén và chính xác. Nhưng trong số tất cả những loài động vật kỳ lạ và tuyệt vời sinh sống tại rừng nhiệt đới, có một loài thích hợp với đời sống ở trên cây hơn cả. Đó là loài đười ươi. Những con đười ươi kỳ lạ này đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Nay chúng chỉ còn sinh sống ở Malaysia và Indonesia. Với bộ gen tương đồng đến 97% với con người, đười ươi là một trong những họ hàng thân cận nhất của chúng ta, giống đến kỳ lạ. Nhưng so với các loài khỉ lớn, đười ươi lại rất khác biệt bởi chúng là loài duy nhất sinh sống hầu hết trên cây. Sải tay của chúng có thể dài đến 2 mét, rất lý tưởng cho việc nhún nhảy qua lại giữa các cành cây. Khỏe hơn con người đến 8 lần. Chúng có thể truyền cành trên ngọn cây nhanh như con người đang chạy dưới mặt đất trong rừng. Bộ lông màu cam của chúng có thể là một màu sắc kỳ lạ đối với những loài động vật sinh sống trên cao. Tuy vậy, những con khỉ hăng hái này lại có khả năng ngụy trang tốt đến ngạc nhiên trong ngôi nhà đầy lá của chúng. Bởi lẽ những sắc tố xanh mà thực vật dùng để quang hợp sẽ phản xạ lại ánh sáng xanh, hấp thụ ánh sáng đỏ và vàng. Nên về mặt lý thuyết thì màu cam của đười ươi sẽ khó để nhận ra hơn nếu chúng núp dưới bóng của những tán lá. Hoặc đơn thuần chỉ là vì chúng có khả năng ẩn mình quá giỏi. Đười ươi đã tiến hóa thành những sinh vật lão luyện trong rừng, nhưng chúng cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc định hình môi trường sống trong rừng. Chúng ăn hơn 400 loại thức ăn, chủ yếu là hoa quả. Hạt của những quả này được phát tán khi đười ươi di chuyển qua những cái cây. Nhiều hạt còn phát triển rất nhanh vì được bón bởi chất thải của chính những con đười ươi. Và khi đười ươi bẻ cành cây để làm chỗ ngủ mỗi tối, chúng đã tạo một lỗ hổng trong những tán lá dày, giúp ánh sáng có thể xuyên qua và chiếu xuống những tầng cây thấp hơn. Không giống những loài khỉ lớn sống theo đàn. Đười ươi sống đơn độc, trừ trường hợp chúng là mẹ con. Chúng là một trong số những loài có thời gian sinh sống với đười ươi mẹ dài nhất trong thế giới tự nhiên, khoảng 8 đến 10 năm, để học những điều cần thiết cho cuộc sống trong rừng. Và điều đầu tiên mà chúng cần học chính là không được buông tay. Những con đười ươi non phải bám thật chặt vào đười ươi mẹ để có thể sống sót. Chúng sẽ bị chết nếu bị rơi khỏi những ngọn cây. Con đười ươi này đã quen thuộc với cách leo trèo trên cây từ lâu và chỉ một vài tháng nữa nó sẽ phải rời mẹ để sinh sống một mình giữa rừng sâu núi thẳm. Nhưng nó vẫn còn phải tiếp thu một vài bài học quan trọng cuối cùng nữa. Những lá tre non là một nguồn thức ăn hấp dẫn trong trường hợp không tìm thấy những cây có quả. Nó cũng sẽ phải học để nhận thức những nguy hiểm ẩn nấp xung quanh nữa. Một con rắn dài đến 2 mét đang ẩn nấp trên thân cây để bắt chim chóc hay những con thú nhỏ.
một con đười ươi trưởng thành có vẻ quá nhiều cho một bữa ăn. Nhưng một con đười ươi non tò mò thì chỉ cần một nhát cắn của nó là đủ kết liễu đối phương. Rừng nhiệt đới là một không gian ba chiều. Nó không chỉ gồm một mà là rất nhiều hệ sinh thái. Chỉ 2% ánh sáng mặt trời có thể chiếu đến mặt đất trong rừng. Và dưới đó là cả một thế giới khác. Cây nấm giống khăn voan cô dâu này nhanh chóng hấp thụ dưỡng chất từ lá cây phân hủy và giúp tái chế chúng thông qua một mạng lưới dây tơ nhỏ gắn với rễ cây. Nhưng dù đất đai nơi đây có cằn cỗi thế nào, loài hoa lớn nhất thế giới vẫn tìm được cách riêng để sinh sống. Hoa vua có những đặc điểm rất khác lạ. Khi nở rộ, bông hoa có thể to đến 1 mét và nặng 10 kg. Không hề có rễ, lá cây hay thân cây, mà thay vào đó, chúng sống ký sinh trên thân cây leo, hấp thụ tất cả dưỡng chất chúng cần từ vật chủ. Nụ hoa vua mất đến 10 tháng để nở. Nhưng khi đã nở thì những cánh hoa dai như da này sẽ dang rộng ra chỉ trong vài ngày. Mùi hương này hấp dẫn những con ruồi ăn sắc thối với vai trò hỗ trợ cho sự thụ phấn. Chỉ 4 ngày sau khi ra hoa, những cánh hoa sẽ héo dần và chết. Rừng rậm Malaysia được coi như một bức tường màu xanh không thể đâm thủng. Nhưng thực tế vẫn có một thứ xuyên qua nó, đó chính là nước. 150 hệ thống nước lan tỏa thành mạng lưới những nhánh sông và dòng chảy cắt ngang qua khu rừng. Một hệ sinh thái hoàn toàn mới đã được mở ra cho sự sống nơi hoang dã. Dòng sông đã thu hút những kẻ khổng lồ bước ra khỏi khu rừng. Bờ sông đầy cỏ là nơi rất lý tưởng để các con thú tập hợp.
đến, những con voi này cũng mang nhiều đặc điểm kỳ lạ. Chúng là loài voi lùn chỉ có thể được tìm thấy ở Borneo. Là loài voi kích thước nhỏ nhất trên thế giới, chúng thấp hơn những người họ hàng châu Á của mình đến 1 mét để có thể thích nghi với cuộc sống trong rừng rậm. Những buổi tụ tập ồn ào bên bờ sông này chính là những sự kiện xã hội đối với loài voi. Những con voi cùng dòng tộc vài tháng chưa gặp nhau sẽ có cơ hội được tụ tập ở đây và thắt chặt sự đoàn kết. Những con voi có mối liên kết rất chặt chẽ với nhau. Giống như mọi loài voi khác, chúng cũng rất thích bùn. Bùn giúp bảo vệ lớp da của chúng dưới ánh nắng gay gắt hay khỏi bị côn trùng đốt. Và bùn cũng chứa nhiều khoáng chất quan trọng đối với loài voi, bởi nếu chỉ ăn thực vật thì xương và ngà voi sẽ không được cung cấp đủ canxi. Nhưng hầu hết những lần tắm bùn của chúng chỉ đơn thuần là giải trí. Loài voi cũng là những tay bơi lội cừ khôi, cơ thể to lớn giúp chúng nổi được trên mặt nước. Những con voi nhỏ nhất có khả năng bị mắc kẹt trong bùn. Đã hết thời gian tắm bùn, đàn voi lại nối đuôi nhau đi vào rừng xanh và biến mất khỏi tầm mắt. Ở một dòng nước nhỏ hơn nhiều, cũng có một xã hội thu nhỏ đang tụ tập. Nhỏ hơn hàng nghìn lần so với loài voi, nhưng là những sinh vật khổng lồ so với họ hàng của chúng. Raja Brook là một trong những loài bướm lớn nhất trên thế giới, với kích thước bằng khoảng một bàn tay người. Đây đều là những con bướm đực mới phá kén, đang thử xòe cánh để kiểm tra kích thước đôi cánh mới của mình. Nguồn nước ở đây rất giàu lưu huỳnh và kali. Đó là những khoáng chất mà loài bướm cần để phát triển bộ cánh của chúng. Những lạch nước nhỏ đã tạo nên phong cảnh nơi đây. Chúng cắt ngang qua những khu rừng và thậm chí là làm xói mòn đá.
Qua hàng thiên niên kỷ, những dòng chảy và những con sông đã dần ăn sâu vào thềm đá vôi mềm của Malaysia. Malaysia là mái nhà của một vài trong số những hệ thống hang động lớn nhất hành tinh. Có những hang rộng đến mức có thể làm bãi đỗ cho 40 chiếc máy bay phản lực một lúc. Đây là một trong những môi trường sống khắc nghiệt nhất trên trái đất. Nhưng dù ở đây thì hệ sinh thái tự nhiên kỳ lạ của Malaysia vẫn tìm được chỗ đứng cho mình. Chim yến sống trong hang động, một trong những loài chim hiếm hoi có khả năng định vị bằng tiếng vang để tìm đường. Bám chặt vào các vách đá, chúng tỉ mỉ dùng những sợi tơ lấy từ nước dãi của mình để xây tổ. Mất đến hàng tháng trời để xây được một tổ chim nhỏ. Và đó chính là một trong những mặt hàng đắt giá nhất trên thế giới. Trong nhiều thế kỷ, những chiếc tổ này vẫn được coi là nguyên liệu chính cho một món ăn cao cấp. Xúc tổ yến. Người dân địa phương liều lĩnh phải treo lên độ cao 60 mét bằng những chiếc thang dây tự chế để thu thập những cái tổ chim yến. Công việc này vô cùng nguy hiểm, bởi lẽ họ chẳng hề được trang bị một dụng cụ lao động hay thiết bị chuyên môn nào. Chỉ cần một cú trượt chân là có thể dẫn đến tử vong. Nhưng rủi ro cao thì lợi nhuận cao. Những chiếc tổ này có thể được bán với giá gần 2.500 đô la Mỹ 1 kg và là nguồn cung cấp cho thị trường toàn cầu trị giá gần 5 tỷ đô la. Nhưng trong số những hệ sinh thái ở Malaysia, bờ biển mới đúng là hệ sinh thái kỳ lạ nhất. Malaysia có đường bờ biển rất dài, đến hơn 4.500 km. Một vài bãi biển được bao quanh bởi những rừng đước, một trong những môi trường sống kỳ lạ nhất trên trái đất. Những cây đước này mọc ở khu vực giao nhau giữa đất liền và biển. Những vùng thủy triều mà cứ 6 tiếng một lần lại biến hình từ vùng ven biển thành những bãi bùn trải dài. Để chống chọi được với lực kéo và lực đẩy của dòng thủy triều dâng lên hay rút xuống, những cây đước trong rừng đã phát triển một dàn rễ để chống lại dòng nước đang chảy. Thủy triều rút, một thế giới hoàn toàn trái ngược lại được mở ra. Những rễ cây mọc ngược lên trời, xuyên qua lớp đất ngập nước thay vì đâm sâu xuống. Đó là cách duy nhất để cây hấp thụ được khí oxy. Các loài cá không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi trên mặt đất. Dù rời khỏi nước, loài cá thoi lòi vẫn sống rất tốt.
sinh vật này hô hấp qua da và chứa một bong bóng khí bên trong mang cá, tương tự như bình dưỡng khí của thợ lặn. Thủy triều rút đã kéo theo rất nhiều hoạt động. Cá thòi lòi sẽ được ăn những sinh vật vi sinh trồi lên khỏi bùn. Chỉ khi nào bùn lộ ra, chúng mới được đánh chén no nê. Khi thủy triều lên, chúng lại rút về hang để tránh những con cá đi săn mồi. Do chỉ có vài giờ ít ỏi trước khi dòng biển cuồn cuộn quay lại, những con cá thòi lòi sẽ phải cố gắng hết mình. Những bất đồng trong khi kiếm ăn có thể dẫn tới mâu thuẫn giữa chúng. Chỉ cần xòe vây ra là đủ để chúng hiểu khu vực này đã bị xâm chiếm. Tuy vậy, vẫn có thể có những cuộc cạnh tranh diễn ra. Thòi lòi dường như đã thực hiện được một điều không tưởng, vì khả năng đi trên cạn chính là một thành tựu to lớn đối với chúng. Nhưng khi ở trên cạn, những con cá thòi lòi vẫn gặp phải một số trở ngại. Có lẽ chúng là loài cá duy nhất trên thế giới bị muỗi đốt. Tranh thủ khi những con cá thòi lòi còn đang tranh chấp với nhau, loài cáy cũng tận dụng những lúc thủy triều rút để kiếm ăn. Những con đực dùng chiếc càng ngoại cỡ của mình để thu hút con cái và chiến đấu với đối thủ. Nhưng khi kiếm ăn thì nó lại trở nên vướng víu. Những con cáy đực chỉ có một bên càng là để thu thập thức ăn. Những con cái với hai bên càng đều bé sẽ ăn nhanh gấp đôi. Chúng chỉ việc chọn lọc trong đống bùn, ăn tất cả những gì có thể và thải phần thừa ra. Tuy loài cáy và loài cá thòi lòi luôn cạnh tranh nhau về thức ăn, nhưng thực tế thì hai loài này chưa bao giờ gây hại cho nhau. Khi màn đêm buông xuống, cánh rừng Đức sẽ trở nên kỳ lạ. Nó sẽ biến thành một vùng đất thần tiên lấp lánh ánh sáng. Mỗi đốm sáng đều mang một thông điệp. Những lời lẽ của tình yêu đã được mã hóa và gửi vào giữa bầu trời đêm. Chúng là những con đom đóm, tập hợp thành đàn với hàng nghìn con. Những con đom đóm được nhấp nháy phát sáng cùng lúc với nhau, tạo thành một tập thể đồng lòng thu hút đom đóm cái. Thực chất đom đóm chính là loài bọ cánh cứng cỡ nhỏ, mỗi con chỉ dài khoảng vài mm. Để chọn ra được đốm sáng rực rỡ nhất là một công việc không hề dễ dàng. Sáng được sản sinh ra từ bụng của loài đom đóm, đó là phản ứng của oxy và một loại chất hóa học được gọi là luciferin. Sự phát quang sinh học này có hiệu suất cao lên đến gần như 100%. Đom đóm phát ra ánh sáng lạnh nên nó chẳng hề mất chút năng lượng nào so với khi làm nóng. Bằng cách tập trung lực lượng,
đàn đom đóm có thể đảm bảo rằng tất cả các con cái đều bị thu hút về cùng một chỗ, giúp các con đực có nhiều cơ hội lựa chọn bạn tình hơn. Không dễ để một tia sáng lóe lên trong bóng tối được chú ý. Nhưng nếu có cả một rừng ánh sáng thì khó có con cái nào có thể cưỡng lại được. Trên thực tế, những chiếc đèn nhấp nháy này dễ nhận thấy đến mức những ngư dân địa phương còn coi chúng như đèn báo hiệu đường về nhà cho họ. Thế giới động thực vật ở Malaysia luôn tận dụng được mọi cơ hội để sinh tồn. Vì thế, chúng đã khám phá ra những cách thức sinh sống rất khác lạ. Những sinh vật kỳ lạ mà ban đầu chúng ta nghĩ chúng là những quái vật lại chính là loài tiến hóa cao nhất, thích nghi tốt nhất với cách sống riêng và độc đáo. Nhưng những gì khác lạ thì thường mong manh. Loài khỉ mũi to với cái bụng phệ rất thích hợp để ăn lá cây nước, không thể sinh sống ở nơi nào khác. So với dân số của con người, thì số lượng đời ươi hoang dã còn tồn tại chỉ bằng 1/120,000. Ngày càng nhiều những cánh rừng nhiệt đới ở Malaysia bị phá để làm đất trồng cỏ. Diện tích đất để loài đời ươi sinh sống cũng vì thế mà bị thu hẹp. Bí mật đằng sau sự đa dạng của thế giới tự nhiên ở Malaysia vừa kỳ lạ lại vừa tuyệt vời nằm ở chính những hệ sinh thái khác nhau ở đây. Chỉ có cách bảo vệ những môi trường sống này thì thế giới tự nhiên mới tiếp tục được phát triển.